có một người lính cứu hỏa gặp nạn khi cứu hộ, rơi từ trên cao xuống dưới. Trước khi rơi xuống, anh ôm thật chặt cô bé mình cứu vào lòng. Cả cuộc đời anh hiện ra và lướt qua như chớp. Sau đó anh ta tỉnh dậy, không mệt mỏi, không đau đớn, không bị thương chút nào. Anh nhẹ nhõm thở một hơi, lại gần nói chuyện với cô bé mình cứu. Nhưng dù anh có hỏi như thế nào cũng không ai đáp lại. Anh nghe thấy có người gọi tên mình, Kim Ya Hong, Kim Ya Hong. Quay đầu lại nhìn thấy hai người mặc đồ đen đứng dưới tòa nhà bị cháy nhìn anh cười. Anh kêu họ mau chạy đi nhưng lại nhìn thấy gì đó đứng khựng lại. Anh lính cứu hỏa nhìn thấy mình nằm trên đất và các đồng nghiệp đang gào thét cố gắng cứu sống anh. Hóa ra anh đã chết. Hai người đến gần anh tự giới thiệu bản thân, họ là sứ giả của địa ngục. Cô gái rất vui vẻ vì tấm thẻ trong tay cô viết: "Quý nhân, quý nhân của cô chính là anh lính cứu hỏa, một linh hồn hy sinh oanh liệt như vậy. Cô gặp được một người nhưng là từ 422 năm trước." Cô vui quá liền thưởng cho một like. Anh lính cứu hỏa ý thức lại được, không ngừng lùi về sau. Anh không muốn chết, anh không muốn bỏ lại mẹ già, nhưng anh bay lên bị hút vào quả cầu sáng. Đây chính là bộ phim Thử thách thần chết giữa hai thế giới của Hàn Quốc năm 2017, trở thành á quân về lượng doanh thu bán vé trong lịch sử điện ảnh Hàn năm đó, rất đặc sắc và cảm động lòng người. Anh lính đi đến địa ngục, nơi đây toàn là người vừa mới qua đời. Ở đây anh phải trải qua 7 tội lỗi cơ bản của con người, tất cả phải vô tội mới được chuyển kiếp. Ba sứ giả địa ngục tụ họp lại, người thứ ba là một người trung niên điềm đạm. Anh ta gọi người lính cứu hỏa là quý nhân, nhưng Ya Hong lại không vui, không bắt tay với anh ta. Anh không muốn làm quý nhân, nhưng địa ngục lại ưu tiên cho anh vào. Cửa địa ngục mở ra, đồng thời còn xuất hiện một chữ nghĩa cực lớn, lợi hại lắm. Thật không ngờ thử thách đầu tiên của anh là địa ngục sát nhân. 7 tầng địa ngục được sắp xếp từ tội nhẹ nhất đến tội nặng nhất, tức là trong tất cả 7 tội danh, giết người là tội danh nhẹ nhất của Ya Hong. Kim Ya Hong cũng đứng hình nói: "Tôi chưa từng giết người." Sứ giả giải thích: "Nếu vì lời nói, hành động hay thậm chí là bạo lực trên mạng, gián tiếp gây tới cái chết của người khác cũng bị phán tội." Bỗng nhiên nền đá dưới chân Ya Hong bị nứt ra biến thành dung nham. Người bị phán xét có tội sẽ bị ném xuống đó thiêu cháy suốt kiếp. Ya Hong cực kỳ tốt bụng bắt đầu cứu người. Lúc này một người có tướng mạo cực kỳ đáng sợ tức giận hét lớn. Hắn chính là Biện Thành Vương của địa phủ. Biện Thành Vương hỏi anh lính cứu hỏa: "Tại sao trong một nhiệm vụ cứu hỏa lại không cứu đồng nghiệp, gián tiếp gây nên cái chết của đồng nghiệp?" Ya Hong cực kỳ day dứt không nói câu nào, cho đến khi sứ giả bào chữa cho anh, lật lại chân tướng, thì ra lúc đó đồng nghiệp đã bảo anh cứu người trước. Mà sau khi Ya Hong cứu được 8 mạng người, muốn quay lại cứu đồng nghiệp thì đã chậm một bước. Sau khi nghe sự thật, Biện Thành Vương phán anh vô tội. Cửa ải đầu tiên đã qua, tiếp đó bọn họ lên thuyền vượt qua sông Âm Phủ, đi tới tầng địa ngục tiếp theo. Địa ngục lười biếng, nơi này chuyên phán xử, con người có lãng phí cuộc đời, có sống hết mình hay không. Sở Giang Vương của tầng này không hỏi câu nào cả, thậm chí còn cảm động vì thái độ sống tích cực của Ya Hong. Bà vỗ tay còn hỏi anh điều gì thôi thúc anh sống tích cực đến vậy. Nhưng câu trả lời của Ya Hong khiến tất cả mọi người bất ngờ, vì kiếm tiền. Lúc này mặt của Sở Giang Vương bỗng lạnh đi, sứ giả cũng lo lắng. Ở địa ngục tiền được gọi là ngụy thần, tôn thờ nó cũng là một tội danh lớn. Sở Giang Vương ra lệnh đẩy thuyền trúc của anh ra ngoài. Ya Hong vừa quay đầu lại đã thấy cảnh tượng kinh hoàng dưới thác nước. Đây là một chiếc cối xay cực lớn, trên đó có vô số người đang chạy, chạy không kịp sẽ bị nghiền nát. Đây chính là hình phạt của địa ngục lười biếng, trừng phạt những kẻ lười biếng phải không ngừng trốn chạy. Ya Hong cảm thấy vô cùng sợ hãi, các sứ giả vội nhảy xuống giữ thuyền trúc lại, cầu xin Sở Giang Vương xem tiếp cuộc đời của anh lính cứu hỏa. Thì ra khi còn sống anh từng làm 4 công việc, tan làm còn đi giao rau cho quán thịt nướng, những buổi sáng cuối tuần thì lau sàn cho nhà tắm công cộng, tối thì đi lái xe thuê làm việc cả ngày lẫn đêm. Tất cả đều vì người mẹ bị bệnh và người em còn đang đi học, là vì tiền hay là nô lệ của đồng tiền, nhưng không hề có tội. Sở Giang Vương cảm động trước sự chăm chỉ của anh. Cửa ải thứ hai thuận lợi thông qua, bọn họ tiếp tục lên đường. Trên đường lại xảy ra sự cố, oan hồn cản đường bắt đầu tấn công họ. Các sứ giả biến ra vũ khí giết chết các oan hồn. Tại sao lại như vậy chứ, sứ giả nói, đó là bởi vì cậu có người thân biến thành oan hồn, cũng là người bị chết oan chết thảm. Kim Ya Hong lập tức thấy sợ hãi, anh sợ người thân của mình chết đi, khó khăn lắm mới tránh khỏi truy sát. Đại sứ giả quyết định đến nhân gian xem xét. Anh ta tới nhà của anh lính cứu hỏa thăm dò, lại không cẩn thận gặp mẹ của anh. Bà không sao, bà mẹ rời đi. Anh ta mới phát hiện người bị chết oan là người em trai của Ya Hong. Trong nháy mắt oan hồn của người em bay ra ngoài, sứ giả đuổi theo gây náo động nhân gian. Đáng tiếc cuối cùng vẫn để cậu ta trốn thoát. Không lâu sau, sứ giả điều tra được sự thật xảy ra trong trại quân đội của người em. Thì ra lúc đó người em đang thi hành nhiệm vụ, chiến hữu thấy anh trai cậu chết rồi tới ôm cậu, nhưng vì tân binh không cẩn thận cướp cò súng bắn trúng phần bụng của người em. Trung úy tới xem sợ chuyện này ảnh hưởng đến việc thăng cấp của mình, bảo tân binh lau máu rồi chôn cái xác, nhưng anh ta không biết rằng lúc đó người em vẫn chưa chết. Trung úy trốn tránh trách nhiệm, nói em trai của Ya Hong đào ngũ sợ mọi chuyện bị bại lộ. Trung úy cho tân binh nghỉ phép mấy ngày quên đi mọi chuyện, nhưng oan hồn đã quấn lấy cậu ta. Cậu ta uống say khướt trong quán bar, oan hồn vẫn đi theo cậu, dường như muốn dùng cái đèn chùm này đè chết cậu ta. Sứ giả đuổi theo oan hồn bay thẳng đến đỉnh tòa tháp điện lực, cuối cùng anh đã bắt được. Nhưng oan hồn của em trai quá oán hận, anh không hiểu hôm đó họ đã chôn cả lòng tin và hy vọng của tôi. Lòng căm thù bùng nổ, cậu ngắt hết điện tòa nhà rồi trốn mất. Oan hồn tiếp tục đi theo tân binh, nhìn thấy cậu ta như mất đi linh hồn, ném một tấm bản đồ có đánh dấu đỏ cho mẹ của người em trai. Đó chính là vị trí chôn xác chết. Tất cả kết thúc, tân binh định tự sát để đền tội. Đại sứ giả đứng bên cạnh nhìn, vào lúc cậu ta ngạt thở sắp chết, oan hồn người em xuất hiện, cầu xin đại sứ giả cứu bạn của cậu. Sứ giả nói anh không thể xen vào chuyện của nhân gian,
Người em nói cậu ta sẽ ngoan ngoãn đi theo sứ giả rời khỏi nhân gian. Sứ giả đồng ý cứu lấy tính mạng của cậu tân binh. Người em nhờ sứ giả nói với tân binh cố gắng sống tiếp đi, tôi không trách cậu. Oán khí của người em đã được hóa giải. Trong lúc đó Ya Hong cũng qua được mấy tầng địa ngục. Lần lượt là địa ngục dối trá do cô bé Thái Sơn Vương quản lý, địa ngục bất nghĩa tràn ngập băng tuyết dùng để nhốt phạm nhân do Ngũ Quan Vương quản lý, địa ngục phản bội dùng gương để nhốt phạm nhân, người quản lý là Tống Đế Vương. Kim Ya Hong an toàn vượt qua hết, nhưng rắc rối lại tới trong tầng địa ngục bạo lực. Vì hồi cấp 3 anh vô cớ đánh đập em trai của mình nên bị phán tội. Lần này tội đã được lập. Lúc anh sắp bị phán có tội, đại sứ giả liên lạc cho nữ sứ giả, bảo cô xin được phán quyết ở tầng địa ngục cuối cùng. Như vậy nếu như bị phán tội, không chỉ phải chịu hai hình phạt, mà sứ giả địa ngục bào chữa cũng bị mất cơ hội đầu thai. Đại vương đồng ý, thế là họ đến tầng địa ngục cuối cùng. Địa ngục bất hiếu, tức là bất hiếu với người thân của mình. Địa ngục cuối cùng cũng có nghĩa đây là tội danh nhất của anh. Rốt cuộc anh ấy đã phạm phải tội gì? Hóa ra năm cấp 3 anh lính cứu hỏa suýt nữa giết chết mẹ mình. Khi ấy anh cảm thấy mất hết hy vọng sống. Mẹ thì bệnh nặng không dạy được, em trai thì suy dinh dưỡng. Nhưng cuối cùng anh cũng không ra tay, mà cực kỳ hối hận bỏ nhà ra đi bạt mạng kiếm tiền. Nỗi áy náy đó khiến anh không có mặt mũi về nhà. Tội này phải trả thế nào đây? Mà trên nhân gian rắc rối lại xảy đến. Người mẹ câm mang theo tấm bảng kêu oan cho con trai, xông vào quân doanh. Tên hung thủ trung úy nhìn thấy bà vội vàng chạy qua, bảo bà cút đi. Hắn đẩy bà còn đánh bà ngất. Người em trai ở bên cạnh chứng kiến tức giận trừng mắt, nhìn thấy mẹ bị đến hung thủ giết mình đánh cho ngất đi. Cơn giận của cậu bắt đầu nổi lên, bụi tung mịt mù từng lớp da trên mặt rơi xuống, biến thành lệ quỷ dù suốt kiếp không được siêu sinh. Cậu cũng phải bảo vệ mẹ. Cậu thoát khỏi dây trói còn bóp cổ anh, ném anh ra ngoài. Tất cả cơn hận thù đều biến thành bão lốc. Cậu mất đi lý trí bắt đầu làm nổ doanh quân. Đại sứ giả chỉ đành gắng sức cứu người. Trong cơn lốc cậu con trai biến thành người khổng lồ, rất nhanh đã bắt được tên hung thủ. Đại sứ giả lập tức gọi cứu binh, giải oán mạch. Từ trong địa ngục xa xôi một người sứ giả khác xông tới, đánh thẳng vào điểm chí mạng, nhưng lệ quỷ không hề ngã xuống. Lúc này trong địa ngục người anh trai đã chết cũng bị ảnh hưởng. Kim Ya Hong đẩy nữ sứ giả ra, mình bị chìm vào trong cát. Tội ác của em trai khiến anh cũng bị liên lụy không được siêu sinh. Nữ sứ giả không cứu được anh hét to lên. Tiếng khóc này khiến em trai ngây người. Cậu nhìn thấy anh trai của mình bị vùi vào cát, vì anh trai mình mà thu lại oán khí. Nhân cơ hội đó sứ giả thu phục người em. Lúc này sa mạc trong địa ngục bỗng mọc lên một tòa thành lớn. Đây chính là thử thách cuối cùng của anh lính cứu hỏa. Địa ngục bất hiếu, người quản lý chính là Diêm La Vương. Ông tuyên bố anh từng âm mưu giết mẹ, đại nghịch bất đạo, tội không thể tha. Nữ sứ giả phản bác rằng không có ai bị thương, nhưng đại vương lại gọi Nghiệp Kính ra, cho thấy sự thật. Thì ra vào ngày anh lính cứu hỏa định giết mẹ, người mẹ bệnh nặng thực ra đã tỉnh dậy. Bà biết con trai muốn giết mình, bà muốn nhận lại cái chết này để các con có thể nhẹ nhõm sống. Chỉ là bà không chết mà vẫn còn sống. Lúc này anh sụp đổ quỳ xuống nói rằng sẽ chấp nhận trừng phạt, chỉ muốn gặp lại mẹ một lần để nhận sai. Diêm La Vương nói, khi cậu còn sống không nói, đến lúc chết rồi mới nhận sai. Cậu có 15 năm để nói nhưng lại luôn trốn chạy, tội không thể tha. Đột nhiên mặt đất rung chuyển, Nghiệp Kính lại thay đổi thành dáng vẻ của người mẹ. Thì ra lúc này vong hồn của người em đã đi vào giấc mơ của bà, báo mộng cho bà. Cậu ta nói với mẹ, cậu phải đến thiên đường hoàn thành giấc mơ thẩm phán của mình rồi. Cậu bảo mẹ đừng lo lắng, cậu còn bảo mẹ đừng trách anh hai. Tên ngốc đó thấy có lỗi với mẹ lắm, không dám về nhà, chỉ liều mạng làm việc rồi gửi tiền về nhà. Tên ngốc Ya Hong ấy cứ sống một cuộc đời như vậy, vì mẹ và vì cả con nữa. Đúng vào lúc này, Su Hong à, người mẹ câm cuối cùng cũng nói được trong cơn mơ. Bà nói trước giờ bà chưa từng trách con, còn nhận hết tội về mình. Tất cả mọi người đều cảm động. Diêm La Vương nhìn khung cảnh trước mắt mà cảm thán, thực ra toàn nhân loại đều có tội, chỉ có rất ít người thật lòng xin được tha thứ, mà càng ít người được thật lòng tha thứ. Diêm La Vương xé thư phán quyết, vì nhận được sự tha thứ thật lòng từ người dương gian, địa ngục sẽ không hỏi tội nữa. Anh lính cứu hỏa có thể đầu thai chuyển kiếp rồi. Về sau sứ giả địa ngục cải trang thành người giao hàng, mang hộp quà anh lính cứu hỏa mua khi còn sống tới cho mẹ anh. Đó là chiếc nồi cơm điện, trong đó giấu bức thư cuối cùng anh viết cho mẹ mình. Trong thư không có lời nói dối thiện ý nào nữa, đều là những lời thật lòng. Trước khi quá muộn con muốn quay lại bên mẹ. Tại sao con người luôn để mọi chuyện đến phút cuối cùng? Tại sao con người có nhiều điều tiếc nuối như vậy chứ? Ba vị sứ giả quay về địa ngục, phải hộ tống vong hồn cuối cùng của bọn họ, chính là em trai của người lính cứu hỏa.